Hello, chào anh em đã quay trở lại với kênh của mình. Hôm nay thì mình sẽ quay trở lại game Diablo 3. Tại vì game này thì Season 27 nó ra được khoảng thời gian rồi. Từ hôm từ tháng 8 cơ. Bây giờ mình mới chơi. Để lâu lâu một chút thì game nó sẽ đỡ lag hơn. Mình mong là thời điểm hiện tại mình chơi nó sẽ không bị lag. Và xem Season này sẽ có gì mới. Bây giờ sẽ là Season 27. Thường thường thì một season nó sẽ trong khoảng tầm 3 tháng, bắt đầu từ tháng 8 thì chắc là tầm tháng 11 thôi là hết. Chúng ta có bộ Thalassa. Thalassa cho nhân vật gì ạ? Đây là khi mình chọn Champion Season đấy, nó gọi là cái gì à, tướng của mỗi mùa ấy. Thì game này cái là chúng ta sẽ chọn một con tướng để nhận đồ của mùa đấy. Thì một mùa chúng ta sẽ có một cái set đặc biệt, nó chỉ có một set duy nhất thôi. Những sau khi mình nhận set đấy rồi thì những con tướng khác cho dù chúng ta có tạo ra thì nó cũng chỉ có cấp độ bằng với cấp độ cái con mình đang chơi thôi, chứ không có xét đồ của mùa đấy. Thalassa chắc là cho phép sư. Pháp sư mình không hay chơi, nó chơi nó khá là nhả. Heo tút thì con này là con gì nhỉ? Heo tút, ok, set 2. Kẻ địch bị tấn công bởi đòn tấn công thường. Acid Cloud, Firebat, zombie chạc, zombie các thứ sẽ affect by sẽ nhận hiệu ứng necrosis là trở lên làm chậm trở lên bị chậm và nhận 30 lần sát thương của vũ khí trong vòng 10 giây. Có nghĩa là sau khi nhận sát thương từ các cái kỹ năng trên thì quái nó sẽ bị độc trong 10 giây, sát thương bằng với 30 lần sát thương của vũ khí. Tiếp theo là set 4 thì sẽ nhận sau khi quái nhận hiệu ứng necrosis, bạn nhận khả năng giảm 60% sát thương phải chịu trong 10 giây, là khá ngon đấy. Tiếp theo là sau khi sử dụng bức tường cái chết, God Death sẽ nhận 175 lần sát thương trong 15 giây. Khi dùng các kỹ năng đòn đánh thường, các kỹ năng dưới kia, con này mình chưa chơi giờ, chắc là bộ này cho Necromancer à? Con này thì sao? À, đây chỉ là bộ đồ đấy các bạn ạ, có thể trang bị cho các con tướng khác nhau. Nếu mà con tướng này có cái skin bên dưới à? Cái này thì mình không nhớ đó, lâu ấy, khá lâu mình không chơi đó. 2 tháng rồi. Hay là mình cứ chọn bừa ha, Roland siêu. Con này là cho Crusader, Cham Crusader, Black Seal và Sweep, mình nhớ là vậy. Tăng tốc đánh, giảm đam thì chịu. Đây Necromancer đây, bộ rất đẹp, thì rất phê luôn. Không hết rồi. À đây, mấy bộ đầu thì chưa gì luôn. Discipline thì chắc là bộ này là cho Hunter. Hunter mùa trước mình chơi rồi, mình nhận được một bộ khá ngon. Đây là cuộc Queen Barbarian đây. Mình chơi Barbarian ha. Ok đi. Trước tiên thì mình chắc là giới thiệu các bạn mấy con tướng của mùa trước đi. Lần trước là mình chơi con nào ta? Demon Hunter thì phải. Rồi đúng không? Ok, Demon Hunter mùa trước mình có cày và nhận được full set của mùa 26, khá là ngon đấy. Đây, set này của mình khi mà có 6 cái thì chúng ta sẽ tăng sát thương của các cái kỹ năng đòn đánh thường này. Element Arrow, Arrow là mũi tên
nguyên tố đó. Chắc RAM là cái skill vừa lướt vừa xoẹt như con Samira ở trong Liên Minh ấy. Impay là đứng nguyên và bắn liên tọa như là bạn cài Gatling Gun này. Multi shot thì là bắn nhiều tia này. Đó. Clutch Arrow là mình không nhớ lắm, hình như bắn mỏ neo. Đó. Thì các kỹ năng đấy của bạn sẽ gây sát thương gấp 120 lần. Như là mình dùng set Sentry. Sentry là cái trụ này, khi mình bước vào đây mình sẽ được nhận cái màn bảo vệ. Mỗi trụ sẽ tăng cho chúng ta một lượng sát thương nhất định. Khi chúng ta đặt cả ba cái ra rồi ấy, sát thương của mình nhân lên rất là nhiều luôn. Đây, 120 lần. Các bạn nhìn xuống bên dưới cái dòng xanh lá cây ấy, 6 set này của mình đủ luôn, 6 đồ Morander. Bộ này chỉ có ở season 26 các bạn nhé. Đó. Thì các bạn sẽ nhận được 120 lần sát thương với mỗi Sentry các bạn đặt ra. Bây giờ mình có 3 cái, tức là các bạn sẽ tăng lên 360 lần. 360 lần nhá các bạn nhé. Sát thương kinh khủng lắm. Mình sẽ test thử trước cho các bạn xem. Tại vì mùa trước mình không quay được, nó gặp trục trặc vấn đề. Mình sẽ test ở trong ải Nafalen. Mình cũng đâu không chơi. Trước tiên các bạn cứ đặt ba cái turret lên trước, check xem quái không. Đó các bạn nhìn đam nó gọi là mấy nghìn m. Nhưng mà con này thì yếu các bạn ạ. Đố máu được cái đam to lắm, mấy nghìn m, 1.000 m là bao nhiêu tỷ à, tỷ đam đấy các bạn, tỷ đam phát quái không biết bao nhiêu máu luôn đấy, đại khái như thế. Mà chủ yếu mình dùng đam của Sentry thôi, thôi đại khái như thế. Mình test con tướng có phải đi nhặt xác không vậy? À không, đúng không? Cái gì đó? Hết sạch durability luôn. Quá chọc cho cái. À, đồ mình đang hỏng các bạn ạ. Nãy mình không để ý. Đồ bị hỏng. Đó, thế thôi, mình test tạm như thế thôi. Chúng ta sẽ tiếp game nhỉ. Quay trở ra và tạo con tướng cho season này luôn luôn. Season trước à? Tạo season hero đây, click vào đây. Bình thường thì tạo nhân vật nữ các bạn ạ. Mình là con trai, mình thích các bạn nữ, mình tạo nhân vật nữ các bạn nhé. Demon Hunter là con mùa trước đây. Khá nhiều set đồ khác nhau các bạn ạ. Này mình sẽ chơi thử Witch Doctor nhỉ em nhé. Ok. Thế có bị trùng sát thương không? À bị trùng hay không? Cái này thì nó sẽ reset lại với con tướng của chúng ta ở mùa trước. Đó, bắt đầu từ level 1 luôn. Theo dõi cái này, các thứ tần tự chúng ta sẽ nhận được set đồ của con này, Switch. Đó, chúng ta sẽ chơi từ từ và khám phá nhá. Mình cũng chưa chơi con này bao giờ, giống như các bạn thôi. Thì chúng ta bắt đầu lại từ đầu. Từ con số 0 luôn. Bắt đầu vào thì chúng ta bắt đầu cốt truyện các bạn. Vẫn phải chơi cốt truyện không? Con nào vẫn phải chơi cốt truyện không? À, thổi tiêu à? Chuột phải thì tiến đến chọc, à đến chém. Còn chuột trái thì chúng ta thổi. Thổi tiêu. Hồi tiêu đau hơn. Mình sẽ bỏ qua cốt truyện nhé. Nếu các bạn nào có thích mình chơi và khám phá cốt truyện game này thì các bạn có thể bình luận phía bên dưới. Mình sẽ chơi phần cốt truyện với con tướng mà các bạn mong muốn ha.
Con này mình thấy cái tốc độ đánh khá tốt, cảm giác nhanh hơn cả con Demon Hunter cầm đỏ các bạn. Chúng ta có một active skill Wrath of Death sẽ triệu hồi lên các con zombie, dạng zombie ấy, nó gọi là Ghoulish. À đâu, cái này là chỉ gì thôi, sinh ra một cái vùng có những cái bàn tay giơ lên để làm chặn cái địch. Đầu game chúng ta chơi nhẹ nhàng thôi, vài đam thổi đam khoảng 1-2 đam thôi, nhưng mà về sau chúng ta sẽ có lượng sát thương lớn nhận từ trang bị và các kỹ năng. Đây là trong nhà của em Lee. Lee này là con gái, à quên, cháu của Dr. Kane của Diablo 2 các bạn. Vùng đất này, vùng đất Tristram, New Tristram. Bắt đầu vào thì ai cũng phải chơi cốt truyện thôi. Season mới của chúng ta mà. Thì con nhân vật của chúng ta có sức mạnh bùng nổ nhất từ tầm level 70 trở đi các bạn á. Lúc đấy chúng ta sẽ bắt đầu được cái nhiệm vụ mùa, nó được dễ dàng hơn. Trang bị đầu tiên, cái áo. Mấy trang bị khởi đầu nó không có gì đâu, nhưng mà mình cứ đọc cho các bạn xem nhé. Trang bị đây là một trang bị cấp 2, cấp 1 nó là trang bị màu trắng, cấp 2 nó là trang bị màu xanh lam này. Thì cái này sẽ hồi chúng ta 2 máu mỗi giây. Khác so với bản Diablo 2 thì Diablo 3 nó có tiết tấu khá là nhanh, khi mà các trang bị và kỹ năng của các bạn ấy nó sẽ rất là nhanh và nó cường hóa rất là nhiều đam to đó. Nhiệm vụ chúng ta bây giờ là giết Queen Rachel ở Aurui. Mình không nhớ Aurui ở khu nào nữa, chúng ta cứ đi khám phá ha, quanh quanh đây thôi, cứ đi. Tại vì chúng ta phải hạ gục được 3 con Witched Mother nữa. Đi hết vừa để kiếm đồ vừa mở map ha. Thổi đọc nhìn vui đấy, trông như kiểu thổ dân đấy. Đúng kiểu thổ dân luôn này. Cái ống này nó thiết kế khá là hay, khi mà vừa có thể dùng để thổi. Mình sẽ vất cái đấy đi, vừa dùng để thổi vừa có thể dùng để chọc được. Được cụt à? Quần này sẽ hồi chúng ta 3 máu một giây và tăng hồi lại chúng ta 2 máu mỗi con quái bị hạ gục. Đoạn đầu thì quái yếu lắm, à phần lớn bọn này ăn đét nhỉ, ăn đét dạng quái kiểu dạng zombie skeleton đấy, xương mới lại zombie á. À đây, nó đánh dấu chúng ta nhiệm vụ bên trên đây. À đây, còn chúng ta còn phải nhiệm vụ này nữa. Đấy, mình thử các bạn skill bên phải nhá. Nó tạo ra cái vùng tay này, làm chậm và cũng gây sát thương đấy chứ. Mình tưởng nó chỉ làm chậm nên là cũng gây sát thương. Nhưng nó sẽ tốn mana ha. Con này sẽ sử dụng mana, như là con khác thì sẽ sử dụng các cái khác, nội tại hay không phải nội tại, nó gọi là nội năng hoặc là điểm nộ hoặc là các khác. Con này thì rất là thuần thôi, dùng mana găng. Răng này cho chúng ta vàng và một lượng máu. Khi mà chúng ta tiêu diệt kẻ địch nó sẽ rớt ra máu. Đây là một điểm khác so với Diablo 3, à Diablo 2 nhé. Diablo 3 này nó cũng rớt máu cho chúng ta nhặt.
dao quá ngon luôn, tăng 100% đam. Đây cũng là dao đúng không? Ceremonia mình sẽ để lại, không biết cái dao này của mình có dùng để thổi được không. Tương tự đây cũng có waypoint ha, quay lại để làm nhiệm vụ. Clip à? À, Uncle đấy, Uncle của clip là Dr. Kane đấy. Chúng ta cần phải nhờ sức mạnh của clip để mở cái cửa này. Chúng ta không thể tự mở được, chúng ta không thể nhảy qua bờ bao được. Nhảy qua bờ bao nó là thế giới bình thường thôi, còn thế giới này nó bị nguyền rủa rồi. Chúng ta không thể dễ dàng nhảy qua bờ bao ha. Không thể chơi trò vớ vẩn thế được. Hang à? Wow, đàm khá nhanh ạ. Ok, mình đã biết cái này chúng ta cũng có thể thổi được. Không hiểu sao cái dao lại thổi được tiêu các bạn ạ. Cái này sẽ giúp ta nhận thêm được một kinh nghiệm với mỗi con zombie bị hạ gục, quái bị hạ gục chứ. Tốc độ đánh là 1.5, cái cũ của chúng ta có 1.2. 1.2 chắc chắn là sẽ chậm hơn rồi. Đây, chúng ta sẽ có thêm một kỹ năng tạo ra 3 con zombie dog, chó zombie. Ngon, khá là ngon đấy. Và đây chúng ta có một kỹ năng mới ở đây nữa, ném ra một cái bình với xác của những cái con nhện, nó sẽ tấn công kẻ địch trước khi chết. Đấy, đấy. Mình sẽ test hết cho các anh, cho các bạn xem ha. Khi một chiếc này, ba con sói à, tấn công của chúng ta này, khá là nhàn đấy nhá. Có con nhện ở đây đó, các bạn vừa để ý có con nhện không? Chuột phải đây, dùng vùng đất. À, đấy. Mình sẽ test các bạn nhé, kim chuột trái, kim của con nhện này. Đó. Úp, ném cái bình này không mất mana, ném liên tỏi luôn à, chết đấy. Ôi, mớ nhện luôn. Và đàn sói của mình cũng khá là mạnh, nó không có thời gian tồn tại đấy. Có nghĩa là nó có thể sống mãi cho đến lúc mà hết máu. Mình rất thích là kỹ năng kiểu như vậy, chúng ta đỡ bị mất công, chúng ta đỡ mất công phải triệu hồi nhiều lần. Hô, nhiều nhện. Nhện này thì có thời gian à. Nhện này nó tấn công xong một lúc nó sẽ chết. Trong cái này đây, chúng ta sẽ có một cái gọi là cướp chép, những cái chép bị nguyền rủa đây. Nó sẽ có những cái nhiệm vụ của chúng ta để chúng ta hạ gục các con quái trong cái thời gian nó quy định như này. Tổng cộng có 5 đợt, chúng ta sẽ nhận được phần thưởng, thưởng thêm. Hạ gục hết hay không thì chúng ta vẫn được thưởng thôi, nhưng mà hạ gục hết cả 5 đợt chúng ta sẽ thưởng thêm 4 đợt rồi này, đợt cuối này đồng phết đấy, sẽ kết hợp cả kim chuột phải nữa. Đó, quá ngon luôn, thưởng thêm một cái dương luôn. Càng nhiều dương chúng ta càng có nhiều cơ hội được nhận được đồ ngon hơn. Chúng ta vừa thêm được cái giày tăng vàng và tăng máu nhặt được. Cái này sẽ là thêm vàng, cái này sẽ cứng cáp hơn 20 giáp, quần cũ chỉ được 6 giáp thôi, nhưng mà nó sẽ không có hồi phục nữa. Không sao cả, mình cần giáp hơn, hồi phục thì mình không phải đánh nhiều.
Nhện à? Nhện đam có hai hoặc ba thôi nhưng mà chúng ta có thể gọi được rất nhiều nhện luôn. Ôi, hay rằng trong cốt truyện à? Ôi, cuối cùng nó biến thành quái các bạn. Map này khá là rộng nên mình sẽ đi hết nhá. Đó, đi bên trái trước. Thường thì mình đi bên trái nhất, mình không hiểu sao các bạn thì như nào, mình không hiểu sao những cái game mà đi map các thứ thì mình hay quành trái trước nhá. Đây nó là cái trụ, nó giống như cái đền thờ ở trong Diablo lô 2 ấy. Khi chúng ta nhặt thì chúng ta sẽ được nhận cái buff. Buff hiện tại của mình là tăng, à quên, giảm sát thương phải chịu. Ok, cho các bạn xem đoạn này ha. Đây là Lake Kane, ông này thì đi khám phá ở trong lăng mộ của vua xương, thành ra là bị vua xương triệu hồi mấy con xương nên truy đuổi. Vua xương của chúng ta đây. Đốc cơ kênh kiểu như tuổi già thích khám phá, đi hết chỗ này chỗ kia đấy, chạy cả ba khu này bị bọn xương nó tấn công rồi. Chạm lại hay lắm. Đây cứ kê mở chúng ta cánh cửa bước vào bên trong khu lăng mộ, à bước ra bên ngoài đồng thời mở cho chúng ta một cái waypoint. Và tập này chưa về đó, chúng ta sẽ phải về một lần, à về qua nhà một lần. Chúng ta cứu được Decker Kane về từ tay của vua xương, và sớm muộn thì chúng ta cũng bị báo thù luôn. Mình sẽ đổi trang bị ngon hơn, chúng ta sẽ thấy ba cái điểm bên dưới đam tất nệt và recover, nó sẽ cho chúng ta biết là trang bị mà chúng ta đang xem và trang bị chúng ta đang mặc nó khác nhau như nào, mình cần cái gì mình sẽ đổi cái đấy. Thường thì nó sẽ không cho chúng ta cộng cả ba cái thuộc tính đâu, đồ ngon hẳn thì nó mới cộng cả ba thôi, còn đồ bình thường nó sẽ chỉ cho hai và một cái bị trừ đi, nên lúc đấy các bạn sẽ phải lựa chọn bỏ cái nào cần cái nào, các bạn sẽ chọn cái đấy thôi. Anh này thợ rèn à? Chúng ta có nhiệm vụ giết Ravenous. Ravenous ở trong Diablo 2 là con cầm cung ở làng 1, cái con ở trong nghĩa địa đấy, không biết các bạn nào nhớ không? Revenant đấy. Đây mình đi theo đường triệu hồi khá là nhàn. Nhện với lại chó nó cắn hộ chúng ta. Đoạn này khá là ám ảnh ấy. Eric Emon đang nói chuyện với vợ nhưng mà vợ cũng bị biến đổi rồi, khổ, vợ bị biến đổi thành zombie. À đây phải hạ gục cô, thậm chí là vợ còn biến đổi xong không nhớ được tên của ông này nữa. Đây là chúng ta có một người thợ rèn, mở cánh cửa sang khu mới Woodhower, trang bị mới Magic Spear.
Ui, trông đẹp phết các bạn ạ. Phát sáng ở phần đầu luôn này. Khiên, cái này chỉ dùng cho Crusader thôi à. Vứt luôn. Thử ha. À, mình vẫn dùng được các kỹ năng bình thường. Nên mình sẽ vứt mấy cái đồ yếu cơ bắp đi. Ui, bọn này nó không đánh mấy con sói cái gì nó quay đánh mình à. Nguyên liệu này, Fairy Crystal chúng ta rất cần cái đấy để chế tạo. Găng à? Găng rồi, y hệt cái găng cũ của mình luôn. Ở kênh đất này, đây là nguyên liệu chế tạo á. Ô lại Pro Black Shine à. Những cái Shine này sẽ cho ta nhiều buff lắm. Có cái tăng đam, có cái tăng thủ. Có cái tăng tốc độ chạy chúng ta. Khá thú vị. Mà Diablo mình thấy là game nào nó cũng để cái màu sắc của con game nó tối, nó u ám, nó để giống như là nó muốn nói chúng ta là đây là cái thời đại mà nó cực kỳ là u ám, thời đại mà mọi thứ nó quay lưng lại với con người. Ta có level 7. Khả năng chơi đoạn này nhiều bạn thắc mắc là chơi như vậy thì đến bao giờ mới lên được level 70 đúng không? Để các bạn cứ bình tĩnh thôi. Game này nó có một cái gọi là độ khó. Khi chúng ta đổi độ khó chúng ta sẽ tăng cấp độ rất là nhanh. Có một vài cái giai đoạn chúng ta có thể đổi được độ khó ha. Ban đầu thì chưa. Vì trông mình có thể đam như vậy thôi. Nhưng mà những cái độ khó khác mình đi luôn. Quái nó cho một đập đập phải đi luôn. Mình đã không biết là mấy đơn vị triệu hồi này của mình đam của nó như thế nào. Trang bị của mình tăng đam khá là nhiều nhưng mà đam của nó gây ra cho mấy con quái thì lại ít, cũng chỉ 1 đến 2 đam. À đây đây đây, mình có thể xem ở đây này. Nó có một cái hiển thị cho chúng ta đam của mấy cái con quái triệu hồi. Elite Dam Crowd Control, không phải không ạ? Mình nhớ là có đoạn nào đó là không thấy đúng không? Paragon, Paragon thì chúng ta chưa có đâu. Nó là cái điểm sau khi chúng ta lên cấp 70 thôi. Ok, đến khu vực mới. Nhiệm vụ vẫn là quanh đây thôi. Có ba cái cửa. Một trong ba cái sẽ dẫn đến cái nhiệm vụ tiếp theo của chúng ta. Bây giờ mình đi hết nha. Đây vẫn là cái Protect, nhưng mà cái này bây giờ nó có hiệu ứng hơn rồi. Hai cái trước mình nhặt thì nó là giảm 20% sát thương phải chịu, nhưng mà cái này sẽ là 30, à quên 25. Tí lộn. Các bạn có thấy nó tăng đam không? Mấy con triệu hồi mình tăng đam. Ui, nhảy vồ người thế. Ui nhiều xương thế à, đánh đã thật, nhảy vào phát là sói cắn, nhện cắn các thứ. À đây, Lady Dulhu.
À, đây là vợ của cái người vừa nãy đúng không? Chúng ta sẽ nhặt lại những cái phần tro cốt của cô gái này để gửi về cho anh chàng thợ rèn lúc nãy. Trông khá là tấu hài nhé. Ồ, có bot luôn à. Con này là Lord Runehill. Sức mạnh con này chắc là có khả năng giữ linh hồn đấy. Nhốt linh hồn của cô gái kia lại. Rồi, đồ ngon hơn đổi luôn. Ui, hiệu ứng đẹp luôn. Bao khá là cùi. Nhiệm vụ của chúng ta sẽ là tìm kiếm khu tế đàn của Chancelo Crossbow. Crossbow thì mình không dùng ha các bạn. Crossbow là chỉ dùng cho Demon Hunter thôi. Mình thì dùng mấy loại vũ khí giống như là phi tiêu, dao găm. À, kỹ năng đó. Kỹ năng là gì nhỉ? K hay L hay gì nhỉ? À, skill F à? Đây đây đây. Đây. Đây cũng là một trong những cái sự khác biệt của Diablo 3 này. Chúng ta với mỗi skill ấy, chúng ta sẽ có một cái rune tăng chúng ta hiệu ứng thêm cho cái loại vũ khí đấy. Ở đây mình sẽ đổi lại cái phi tiêu này, bây giờ nó sẽ có thêm hiệu ứng gây độc ha. Tiếp theo là mình sẽ chuyển vùng đất chết sang rơi à, mấy con rơi à, và mấy con chó địa ngục này mình sẽ chuyển sang Horrify. Horrify sẽ là trên The Horror of test thử ha, test test thử xem kỹ năng như nào ha. Mình nghĩ là sẽ dùng kim một trước ạ. Một này. Cái bức tường này không phải mình tạo ra đâu các bạn. Cái giữ à? À, kim kim chuột phải là giữ các bạn ạ. Nó sẽ thổi ra một cái làn rơi gây sát thương, nhưng mà nó sẽ tiêu tốn mana của chúng ta nhá. Game này thì khá là vui khi mà những cái mana hoặc các thứ này chúng ta có thể hồi phục bằng đòn đánh thường hoặc một vài cách khác. Hiện tại là đòn đánh thường ha. Đó. Chúng ta có thể tha hồ dùng skill, không giống như Diablo 2 khá là mệt mỏi khi mà hết mana chúng ta phải về làng đúng không? Cái này mình vẫn chưa hiểu nó lắm. Nãy mình đứng từ xa, mình sẽ thử đứng gần xem ha, đứng gần con quái búp thử xem. À, ok, sau khi chúng ta búp thì quái nó sẽ bị gọi là sợ hãi. Chúng ta có thể dùng trong trường hợp gọi là đông quá. Ừ. Các bạn có nhận ra là chúng ta có thể thổi được nhiều hơn, thổi được mân ti à, đúng rồi, nó ghi đây luôn này, thổi được nhiều tia hơn này, multiple à, skill sợ hãi này nó không ngon lắm. Ui, găng tay vàng luôn các bạn, tăng cho chúng ta à, chúng ta 17 vitality, 17 điểm máu, tốc đánh tăng 2%, 2 máu trên giây. Secondary sẽ cho chúng ta 3 kinh nghiệm mỗi con quái hạ gục, à, tăng vàng và máu.
Quá tuyệt vời luôn. Thôi mình đổi skill horrible lại thành chó, nhưng mà chó à, chó chưa có ngọc. Cái khu này nó có cái viên đá dịch chuyển này, tức là khu mộ này không đúng rồi. Ta sao khu mộ khác, hình như theo mình nhớ đây là có ba khu mộ đấy. Cửa này khóa không phải này, rơi này à? Rơi cũng hay, mình sẽ chơi hết skill để mình tạo ra một cái combo đẹp nhất. Với cái việc dùng cái skill thổi này thì mình phải đứng yên khá là nguy hiểm, nên là nếu mà mình chơi skill thổi thì mình nghĩ là nên dùng với các cái combo đồ mà nó tăng ta khả năng phòng thủ cao ấy, thì chơi skill thổi này sẽ tốt hơn. Chúng ta có thể đứng và thổi thoải mái. Bây giờ thì quái còn đơn giản, thì sau quái có những con nó đứng từ xa nó rót skill ấy, chúng ta không thể nào mà đứng yên thổi được. Thế này chúng ta đang có skill thổi phi tiêu rồi, nên mình nghĩ là chuyển qua skill cái vùng đất chết ấy, nó vừa làm chậm, nó vừa gây sát thương diện rộng, ổn hơn rất là nhiều luôn. À, đây vùng đất chết, à đây vùng đất chết chúng ta có thêm nữa này. À khi mà chúng ta up cái rune này vào sẽ không mất mana nữa, mà còn tăng cái số lượng quái bị làm chậm ở trong cái vùng ấy lên. Ví dụ như trước nó chỉ có tầm 5 con quái, bây giờ chúng ta sẽ tăng lên, không biết là số lượng là bao nhiêu nhưng mà nó sẽ tăng lên ha. Đó mấy con vàng vàng này là dạng boss này các bạn, nó sẽ khỏe hơn rất nhiều. Ui nhặt được đồ legendary luôn các bạn ạ. Đợi xíu mình dịch chuyển ra ngoài rồi chúng ta sẽ mở ha. Rất tiếc không phải cái mũ, à quên nhầm, rất tiếc không phải cái vũ khí. Chuột phải vào chúng ta sẽ mở ra, và ok tăng cho chúng ta 20 intelligence không cần thiết lắm, 25 vitality khá là ngon, 12 máu per hit, mình rất thích hút máu per hit thôi các bạn. Tiếp theo sẽ tăng chúng ta 81% hiệu quả của ngọc được ép vào, và 5 kinh nghiệm mỗi con quái hạ gục, khá là ngon đấy. Mình giờ mình chưa có ngọc. À, đây. Cánh cổng cuối cùng chắc đây mới là địa điểm chúng ta cần đi đây. Mà cái skill vùng đất chết này nó hồi chiêu hơi lâu ha, mặc dù nó không tốn mana nữa nhưng mà hồi chiêu hơi lâu. Đi thôi các bạn, đi thôi các bạn ơi. Hiện tại mình chỉ triệu hồi được 3 con, không biết sau này có triệu hồi được nhiều hơn không. Ba con sói zombie trông
Ui, cái vùng đất nó cũng rộng hơn đấy chứ, vùng đất chết này trông nó rộng hơn đấy chứ. Qua bên này trước ha. Ô, lên cấp luôn này. Ok, thử luôn nhé. Nhện này của chúng ta sẽ có con nhện, nhện này sẽ nhảy à? Test thử xem ha. Tiếp theo là sâu Harvest. Cái này sẽ hút sinh lực của kẻ địch và tăng intelligence cho chúng ta. Thú vị đấy. Mình sẽ test xem như thế nào ha. Skill dạng giữ hay là dạng bấm vậy? Ồ, nó là bấm à? Tăng 2. Có vẻ intelligence sẽ tăng sát thương của chúng ta các bạn ạ. Và hồi chiêu khá là tốt. Hơi tối không biết các bạn có quan sát được không, mà con nhện ấy nó sẽ nhảy từ xa đến các bạn. Nhảy từ xa nó vồ con quái đây, vất ở đây nó sẽ nhảy này. Đó. Hay là chúng ta nên hút intelligence trước ha. Ui, đống quái này hút phát này. Phê luôn. Ok, té rồi, té rồi. Mất tích điểm, mất tích điểm, mất tích điểm, mất tích điểm. Ơ, hút. Đó. Ơ, mắc chỉ được 5 rồi à? Ồ. Đây, đừng xuống đây. Có vẻ như mắc chỉ được 5 thôi các bạn ạ. Ui, khoan khoan khoan. Không ổn. Hút nó. Con boss này ở cái map thường thành ra trông nó khá là cùi bắp các bạn. Ôi, tăng đam này, vũ khí một tay mà đam tăng nhiều phết. Cái này cũng tăng đam này. À, con này đam của nó phụ thuộc intelligence các bạn ạ. Intelligence càng cao, đam nó càng cao. General Alta. Con boss tiếp theo đây. Cái chà. Thất tung rồi. Hô đi luôn. Thậm chí nó còn bị mấy con pet của mình hạ gục ấy. Ok, chúng ta bây giờ đã có cái portal. Portal để chúng ta có thể dịch chuyển về nhà bất cứ lúc nào. Đó, bây giờ chúng ta trả lại hài cốt cho ông này. Ông sẽ giúp chúng ta đúc một món đồ. Xem là ông đúc cho ông ta món đồ gì đây. Một cái quần à? Ngon, quần ngon hơn cái mình đang có, đổi luôn. Theo lời của Decker Kane, chúng ta sẽ khám phá sâu hơn để tiếp cận vua xương. Đây, khá gần rồi. Cái cổng dẫn vào đền vua xương trông khổng lồ to này. Dày à? Với độ khó này thì chưa có gì gọi là khó khăn như chúng ta cả. Thế là mình cứ đi trước. Phá nó ra. Ui, đẹp thế.
rất tiếc là cái skill vùng đất chết này không thể dùng chung với skill thổi lửa các bạn ạ. À thổi rơi các bạn ạ. Nếu mà dùng chung được thì khá là ngon, một cái làm chậm, một cái sẽ gây sát thương liên tục. Đấy, đam chúng ta sẽ tốt hơn rất nhiều. Chép có gì không? Mặt nạ à? Có đan diện rộng nó vậy rồi đã ai đúng không? Ui cấp 10 luôn, đan diện rộng đan nhiều con tướng nhìn đã mắt thật. À ok, đây chúng ta đã level 10, chúng ta đã có thêm một cái gọi là kỹ năng bị động. Đây kỹ năng bị động của chúng ta đối với con tướng, mỗi con tướng sẽ khác nhau nhé. Con này của mình sẽ có những cái điểm khác nhau, chúng ta có thể dùng để thực hiện các combo. Khi một kẻ địch bị hạ gục ở trong vòng 20 sẽ có 50% một con zombie dog sẽ được triệu hồi. À Emote, Emote là cái gì ta? Và tầm của cái hiệu ứng này sẽ tăng vàng của chúng ta, à tăng cái phạm vi vàng chúng ta nhặt được, còn cái này sẽ giảm 15% chúng ta nhận vào và pet của chúng ta nhận vào. Cái thứ hai chưa cần lắm, mình đang đây đúng không, đang dùng con sói triệu hồi nên mình sẽ dùng nốt. À, triệu hồi con mới à? Nó sẽ là triệu hồi thì, gọi là đổi sang một con mới đầy máu hơn chứ không phải là triệu hồi thêm các bạn ạ. Nếu triệu hồi thêm nó bá đạo quá. Là một đàn sói ở đây thôi. Giờ chúng ta sẽ có nhiệm vụ đi nhặt trang bị cho anh ông Thánh này. Không biết là ông trông đồ của ông kiểu gì để mất. Khui đã thật, làm quả kỹ năng tất cả con đều bị ảnh hưởng luôn. Đấy. Mà hình như nó cộng dồn các bạn ạ. Hai cái cũng đất chết này nó cộng dồn với nhau đấy. À đấy, đồ của anh đấy. Waypoint. Ok, chúng ta có waypoint xong, chúng ta bị sao chúng ta quay lại đây. Xương à? Hình như còn gây choáng hay sao các bạn ạ? Hiệu ứng nó không rõ ràng lắm. Ấy. Xoẹt cái, không biết là nó là hiệu ứng gì. Ui, ui. Kinh ạ. Chê luôn, kệ các bạn luôn. Chúng ta sẽ hướng xuống bên dưới. À, anh này có ít phết các bạn ạ. Phá đường chúng ta. À đây, kẻ địch của chúng ta đây. Zonda, làm ơn hãy tha cho tôi. Ui,
nhưng mà thằng này nó hạ gục luôn. Ờ, không thể để thằng này nó sống thêm được ngày nào cả. Ok, chúng ta sẽ có Templar vào trong team. Templar có hai skill, một cái là hồi phục cho mình, một cái là thu hút kẻ địch. Đấy, thu hút kẻ địch đi. Tiếp theo là tạo ra một vùng hồi máu và kẻ địch đánh hoặc bị đánh bởi Templar sẽ làm chậm, à, sẽ bị chậm lại. Chúng ta sẽ lấy cái làm chậm đây. Cathiro level 4. Đi đường nào đây? Đã thật. Chúng ta có thể dùng skill xuống bên dưới luôn các bạn ạ. Mấy anh quái đứng bên dưới không biết chuyện gì xảy ra. Rất nhiều nhện, rất nhiều sói, nhưng mà lại sai đường. Thành này khá là rộng đấy. À, không biết nó thiết kế mất bao lâu. Có mấy tên triệu hồi đây à, triệu hồi sư đây à, triệu hồi sư với tôi à. Đường vào đâu nhỉ? Tạm thời đây có cái rương đã, không có gì đặc sắc cả. Quá yếu quá các bạn ạ, khả năng là sau khi hạ gục vua xương mình sẽ đổi độ khó đây. Cái bọn này không ăn thua rồi. Độ khó càng cao thì quái càng mạnh, là được cái chúng ta sẽ được nhận nhiều kinh nghiệm và khả năng nhặt đồ ngon hơn, sẽ cao hơn. Game dạng này chúng ta sẽ tiến tới những cái build đồ mạnh nhất, farm khá là nhiều, nhưng mà chúng ta chủ yếu mục đích cuối là kiếm được món đồ mạnh nhất thôi. Waypoint. Và cổng đi vào luôn. Ồ, kiếm của Leoric. Đây là chắc là vua xương hồi trẻ đấy. Còn mấy bọn này là không biết là bọn nào, chắc là vụ vua gì đấy đi đến để giết vua xương, thoái vị vua xương để lên ngôi. Xong vua xương kiểu đau đớn tột cùng. Sao ngươi dám mang hơi ấm xuống lăng mộ của ta? Đó là cách nói khác là sao ngươi mang những cái con người xuống đây. Vô xương chắc chắn là đang rất ghét loài người đó. Chúng ta có skill mới, skill này sẽ là phát nổ. Còn rơi này của chúng ta sẽ có cái gì đây? À, triệu hồi rơi bây giờ chúng ta sẽ xa hơn. Ui, nhưng mà chỉ triệu hồi một con một thôi à? Ồ, ghê đấy chứ. Ái chà, cóc các bạn ạ. Các bạn có nhìn thấy con cóc xanh xanh không? Chạy hơi nhanh.
nó lao vào sẽ gây sát thương đây này. Đó, kinh đấy chứ. Anh này toàn độc dược các thứ gây được. Độc dược rơi sói các thứ. Khi ngoài không mất mana mình dùng nhiệt tình thôi. Rất nhiều cóc luôn. Chúng ta đã có checkpoint. Mấy con sói chúng ta vẫn sống này, rất là khỏe luôn. Đây rồi, ngai vàng của vô sư. Người sẽ không bao giờ hạ gục được ta. Kỉnh đấy. Đóng cửa thả chó à? Skill thả cóc này trông hài thật đấy. Nhưng mà nó hơi yếu. À không, đam của nó một phát ba mấy đam cũng được. Tại vì mình đang trong trạng thái chiến đấu, mình không thể nào mà mở skill ra để đổi skill các bạn ạ. Vua xương. Đây là thể xác của vua xương, linh hồn vừa rồi bay ra ngoài để dọa chúng ta đấy. Đây mới là thể xác thôi. Chứ nào mạnh hơn nhỉ? Rơi mạnh hơn hay là cóc mạnh hơn ta? Khá na ná nhau. Mà rơi kiểu đam sốc hơn nữa. Vua xương sắp đi rồi. Vô xương triệu hồi ra thêm xương để trông có vẻ nguy hiểm hơn. Lại nhặt được cái mũ. Sao không cho cái gì khác mà lại cho cái mũ? Mở luôn. Ồ, 80 vẫn là tương đấy thôi. Vẫn là những cái hiệu ứng đấy nhưng mà nó sẽ mạnh hơn. Đây là cái cũ, mình sẽ cho anh đệ đi. Cứng cáp hơn à? Cứng cáp hơn thì cho anh đệ đi. Vậy không cần cứng cáp hơn, mình cần đam. Ok. Chúng ta đã hạ gục được vua xương. Chuyển sang skill hồi máu đi. Anh này trông yếu máu lắm. Hồi máu lên anh ạ. Đừng đi nhá. Mình thấy skill rơi này không ngon bằng rơi thường đâu. Mà rơi thường lại không ngon bằng vùng đất chết. Đấy, thế nên chúng ta sẽ sử dụng vùng đất chết. Quá hợp lý luôn. Đây là một người nào đấy đã bị hạ gục rơi từ trên trời xuống. Ngươi có nhớ gì không? Ta không phải kẻ địch của ngươi. Ta nghĩ và ta tin là vậy. Ta đến để cảnh báo rằng bóng tối đang đến. Nhưng ta không còn nhớ gì hết. Ta sẽ mang ngươi về cho kê. Có thể ông ấy sẽ biết được điều gì đó. Ok, và chúng ta đã hoàn thành xong chap 1 bằng cách hạ gục Skeleton King. Đó. Cốt truyện thì để sau hai anh em. Cốt truyện thì anh em nào có thể muốn thì mình sẽ làm lại cốt truyện sau khi mình hoàn thành season với con tướng này ha.
anh em đồng ý luôn chứ gì nữa. Ok, Waypoint. Ok, và mình đã hạ gục được Skeleton King. Mình sẽ tạm dừng tập 1 ở đây. Anh em cứ thoải mái comment những gì mà anh em mong muốn mình làm trong series game này nhé. Tại vì trước đây mình cũng đã từng xem người khác chơi được game này, rất nhiều thứ mình chưa hiểu và muốn biết thêm đấy. Mọi người cứ thoải mái comment nhé. Ok, và tạm biệt mọi người. Hẹn gặp lại ở các clip tiếp theo. Bye bye.